Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với APM mùa xuân 2021. Vẫn là hai chúng tôi đây. Và bây giờ sẽ là trận đấu thứ hai trong cặp đấu Bilba giữa Phan Panathinaikos đối đầu với bên phía bên kia. Đấy chính là Lightning. Hiện tại thì Phan Panathinaikos mới chỉ để thua một cặp trận đầu tiên của mình ở tại mùa giải lần này trước EDG mà thôi. Và bo, anh ta vừa phải đối đầu cùng với một thần rừng của LCK di chuyển xa. Màn trình diễn của anh ta là hoàn toàn trên cơ so với Tạc Giang. Ở kể cả cặp trận gặp bên phía của Suning đối đầu với Sọp, anh ta cũng không hề nào đúng một chút xíu nào cả. Đây là một tân binh của LPL, nhưng nhìn chung về màn trình diễn từ đầu của anh ta đến bây giờ khi thay thế cho Thian, đang là một trong số những ngòi nổ chính của Phan Panathinaikos, chứ không phải là những người chơi như Erdogan hay là Nuguri hay là Donby giống như những mùa trước nữa. Chính xác là như vậy, và bây giờ nó khiến cho cái khu vực rừng của Phan Panathinaikos thực ra là trở lại cái vị thế vốn có của nó ở những năm 2019. Ở năm 2019 thì thực ra là Phan Panathinaikos là một đội hình mạnh ở rừng và đường giữa, với cả bộ đôi đường dưới, chứ không phải mạnh ở đường trên, khi mà Kim Gun thường xuyên là thi đấu theo kiểu là thủ hòa và đánh combat. Trong khi đó là họ có một người đi rừng rất là đầu gấu, và bây giờ thì chúng ta thấy lại là tân binh thì vào với Phan Panathinaikos thì bây giờ họ có một đội hình ba đường đều khỏe mà rừng cũng khỏe nữa. Thì là một đội hình khá là hoàn hảo ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là một người đi rừng hay cũng cần đến có những đường thắng đã. Đúng. Thì FunPlus đang có những đường thắng rất là triệt để. Với những cái khả năng ban pick đang khá là, tôi cảm giác là khá là thuận lợi dành cho họ. Với meta mà có những con bài chung giữa Nuguri và Donby, thì họ vừa thể hiện được một cái con bài Mafia Flick Pick cực kỳ hiệu quả trong ván thi đấu vừa qua, khi có hai đường đơn thắng và tạo tiền đề cho Bo rất nhiều trong những tình huống ganh sớm của anh ta. Và cá sấu của Donby với KD là 715 thì anh ta đã có được MVP với một màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục đến từ Nathan. Đúng là hàng vương khác đánh từng đấy trận bây giờ mới có một cái MVP. Các trận khác đồng đội làm ra hơi nhiều. Những cái pha thi đấu này thực ra là một pha mà nếu mà Tạc Giang không nằm lại ở đây ấy, chưa chắc anh ta đã thua thiệt rừng đến như vậy. Nhưng cái pha này là một pha mà cái tốc biến của Tạc Giang ấy nó đã quyết định cái thế trận của trận đấu ở giai đoạn đầu rất là nhiều, khi mà con Talia bị thua đồ. Và lúc đấy là gần như là bạn không có sát thương luôn khi mà đối phương tăng tiến sức mạnh quá nhanh. Giai đoạn này là giai đoạn mà Chris mở bát thực sự giờ rất là tốt. Nhưng Donby cũng làm thực sự rất là ổn trong những cái pha combat như này. Bởi vì một con cá sấu ấy, cái mà bạn phân biệt được giữa một người chơi cá sấu tốt và một người chơi cá sấu xuất sắc ấy, đấy là trong combat anh ta gây được bao nhiêu sát thương. Thì Donby trong trận đấu này anh ta gây được vô cùng nhiều sát thương ở những cái pha combat như này. Câu kéo được chiêu, xoay được rất là nhiều người và tính sát thương rất là chuẩn. Đấy, những cái pha thi đấu như này các bạn có thể nhìn thấy stun chuẩn, gây sát thương chuẩn. Đây, những pha đây pha tốc biến quay ngược trở lại stun vào người của Line. Đúng rồi, người của Tạc Giang thì dứt điểm luôn đối phương, khiến cho LWX không nằm xuống. Thì đấy là một pha thi đấu có lẽ là mang lại cái MVP cho Donby. Đó là một tình huống mà anh ta cũng hút rất nhiều sát thương đến từ bên phía của Liên Ninh nữa. Với khả năng chống chịu đến từ cá sấu, với khả năng hồi phục của anh ta, thì anh ta cũng đã hút lại tất cả những lượng sát thương đến từ bên phía của Liên Ninh cho những đồng đội của mình. Thực ra cũng hơi tiếc cho bên phía của Liên Ninh một chút xíu. Họ thực hiện tình huống giao tranh đó ở một cái chênh lệch tiền nó quá lớn. Chứ nếu như tôi nghĩ rằng với những hiệu khống chế được họ trồng vào như tình huống xử lý vừa rồi, mà cái ngưỡng ngang trang bị với nhau, thì tôi nghĩ rằng phần thắng có thể sẽ nghiêng về bên phía của Liên Ninh nhiều hơn trong một pha combo đến từ bộ đội Alistar và Kalista cộng với cả Talia nữa. Nhưng thời điểm đó là thời điểm mà bên phía của Liên Ninh bị thua quá nhiều về tiền so với Phan Panathinaikos nhờ cái khả năng đi đường tốt của họ. Thì Phan Panathinaikos đã có được một ván thắng. Và để xem rằng ván thiếu thứ hai này thì họ có điều chỉnh gì về mặt lối chơi, hay là bên phía của Liên Ninh với một ván thua như vừa rồi thì họ có muốn điều chỉnh về ban pick một chút xíu hay không, hay là họ có muốn thay đổi người chơi đường trên hay không, khi mà tôi cảm giác như rằng màn trình diễn của anh chàng Ale với cái tên cũ là Natural đang chưa thực sự được tốt lắm với con bài On. Tôi đồng ý là một kèo đấu mà anh ta bị pick sau và chịu rất nhiều những thiệt thòi so với Nuguri giai đoạn ban đầu, khi mà rừng của anh ta là Tạc Giang không có được những cái đóng góp nhất định. Nhưng những tình huống xử lý dọn đi đường của anh ta đang không thực sự mang lại quá nhiều những cái tác động đến với đội hình bên phía của Lightning. Và tôi nghĩ rằng là ván đấu này bên phía của Lightning nên cho Light một cái vị tướng Hyper Carry hơn là để cho anh ta đánh Kalista. Một cái vị tướng mà bạn rất là khó để sát thương dứt điểm trong những pha combat. Anh ta đã làm rất là tốt rồi, đặc biệt là trong pha combat cuối cùng kia suýt tí nữa đã lật kèo khi mà Light bắn quá tốt. Nhưng mà Kalista không phải là một vị tướng có thể vớt bạn ra khỏi một cái khoảng cách tranh tiền như vậy. Thay vào đó, nếu mà có những cái vị tướng khác, ví dụ như có thể là Aphelios chẳng hạn, trận vừa rồi hình như là vẫn còn Aphelios đúng không nhỉ? Còn Aphelios không pick.
Hoặc là cũng có thể sử dụng những pháp sư khu đường giữa mà thiên hướng kiểm soát và có được sát thương như kiểu Orianna hay là Azir, tôi nghĩ sẽ ổn hơn là con Set, một vị tướng mà không có được nhiều sát thương, chỉ là hiệu khống chế mà thôi, và đội hình đó thực sự thiếu sát thương khi mà Tạc Giang không có được cái thế trận nó quá là xanh xao giai đoạn ban đầu. Một ván thi đấu mà FunPlus thể hiện cái bộ mặt cực kỳ ấn tượng một cách thuyết phục trước chiến thắng vừa rồi, thì họ đang có tâm lý tôi nghĩ là khá thoải mái để có thể bước tiếp vào ván thi đấu thứ hai này. Và nếu như thắng thì cặp trận này sẽ là cặp trận thắng thứ 6 của họ tại mùa giải năm nay. Họ sẽ bắt kịp về điểm cùng với đội tuyển đã đánh bại họ trước đó là Edward Gaming để tiếp tục hy vọng lấy một cái thứ hạng tuyệt vời nhất có thể từ giai đoạn vòng bảng. Và nếu mà ngày mai bên phía vợ Suning mà dứt điểm được Edward Gaming ấy, biết đâu đấy, thì FunPlus Phoenix sẽ là đội đầu bảng cùng với cả Edward Gaming. Đấy là chưa xét đến các chỉ số phụ nhá, đấy là xét số lượng ván thắng ấy. Nhưng mà tạm thời về mặt số điểm thì lúc đấy sẽ là ngang nhau. Nhưng mà lúc này thì FunPlus Phoenix muốn chen chân vào ngôi vị đầu bảng thì ít nhất họ phải làm được một điều. Đấy là thắng ở trận đấu thứ hai này luôn, dứt điểm ván đấu với tỷ số 2-0. Tâm lý thi đấu của các thành viên bên phía thoải mái, FA cực kỳ thoải mái luôn. Đặc biệt là Crips. Sau một mùa giải 2020 tôi cứ tưởng là FunPlus Phoenix đã bỏ Crips đi rồi đấy, thế là có thể mua một hỗ trợ khác về ấy. Và cuối cùng thì anh ta đã ở lại và anh ta tỏa sáng rất là nhiều trong những cái trận đấu của mùa giải năm nay. Những cái biểu cảm đến từ bên phía FunPlus thì chắc là chỉ trừ Noguri, khuôn mặt của anh ta nó hơi lãnh đạm một chút xíu, thì những thành viên còn lại tỏ ra khá là thoải mái, đặc biệt là cái năng lượng, cái khả năng là khuấy động không khí đến từ đường đi thì nó vẫn là cái điểm mạnh của anh ta rồi. Sự thay đổi nhân sự đến từ bên phía của Leaning là điều cần thiết. Người đi vào đó là Mikia thay thế cho Ale, người đã có màn trình diễn không phải là quá ấn tượng ở tại ván thi đấu đầu tiên, và để xem là Mikia trở vào thì anh ta có phải là đối trọng của Noguri hay không. Noguri vẫn đang là một đường trên quá tốt. Cái sai lầm mà tôi để ý ở đầu mùa giải của Noguri là sai lầm trong cặp trận gặp EDG khiến cho bên phía của FunPlus để thua trong cặp trận đó. Nó cũng là cặp thua tương đối đáng tiếc của FunPlus Phoenix khi mà cái màn trình diễn của họ cũng không phải là thua thế so với EDG quá nhiều. Chính xác. Đó là một cặp trận với tỷ số là 2-1 và họ có một cái diễn biến của trận đấu nó cũng khá là căng thẳng. À, đây là một trận đấu mà có lẽ bên phía của Lightning nên dồn tài nguyên cho Light nhiều hơn là quá ưu tiên cho ta rằng trận đấu vừa rồi. Trận đấu vừa rồi khi mà họ quá phụ thuộc vào Tazang thì sai lầm ở đấu trận với một pha cố gắng tốc biến lên để gỡ gạc một cái gì đấy nó đã khiến trận đấu trôi đi nhanh hơn về phía của FunPlus Phoenix. Trong trận đấu này thì nếu mà Lai có được một sự chăm sóc tốt hơn thì có lẽ là nó sẽ khác so với trận đấu trước. Ván đấu này Lightning vẫn chọn cho mình cái quyền là được pick đầu tiên, và có thể là họ sẽ ưu tiên pick đi rừng những quân bài mà dễ đánh hơn cho Tazang chẳng hạn. Lightning cấm cả Talia, cấm cả Lilia luôn. Rất nhiều các vị tướng đi rừng bị cấm. FunPlus Phoenix có cấm Olaf hay không? Tazang cũng là một người sử dụng Olaf rất nhiều trong các trận đấu của anh ta. Đúng là như vậy, cấm Olaf đi rồi. 4 rừng bị loại đi ở ngay 4 lượt cấm đầu tiên đến từ cả hai đội tuyển. Đến anh quyết định cấm đi Kai'Sa của Eldritch. Còn FunPlus Phoenix để xem được cấm cuối cùng họ muốn nhắm vào khu vực nào đây. Nếu như để cấm lượt first pick bên phía bên kia thì cũng không còn nhiều những con bài nguy hiểm. Có thể là cấm Na. Ồ, Seraphine. Một lượt cấm mà có lẽ không dễ để hình dung ra. Đây sẽ là một lượt cấm bằng FA1 đến bên phía FunPlus Phoenix. Ván đầu trước thì họ cũng đặc biệt quan tâm để quân bài là Seraphine này. Thì có vẻ như là Iwandi đang có những ngày tháng chơi Seraphine thực sự rất là tốt. Và Udyr đã xuất hiện. Ta rằng cứ nói ta chê Udyr. Cũng pick luôn. Bây giờ cũng phải pick thôi. Giờ chắc là chỉ còn lại Nidalee nếu như muốn đánh tấn công. Đúng rồi. Sớm hoặc là tôi nghĩ rằng đây là một vị tướng mà sẽ thay đổi phong cách đánh của Leaning với một con bài mang thiên hướng kiểm soát cộng với hỗ trợ đồng đội chứ không gây quá nhiều sát thương đến từ vị trí của Tạc Giang nữa. FunPlus Phoenix tiếp tục có cho mình một con bài flex pick với Rayton được khóa vào cũng kỳ tự tin khi mà hai đường đơn của họ đều có khả năng sử dụng vị tướng này. Tôi nghĩ là FunPlus Phoenix nếu mà không ai cấm hoặc giành Rayton ấy thì họ cứ first pick Rayton ngoài để giấu bài. Như là khỏe mà, tội gì không pick. Ít nhất là đến 11.3 thì lúc đấy chúng ta sẽ suy nghĩ đến việc là không pick Rayton nữa. Hoặc lúc đấy Rayton chỉ có thể ở khu vực đứng trên thôi. Giai đoạn hiện tại, Na cũng sẽ có trong đội hình của bên phía của Lightning. Và bây giờ có thể là họ sẽ pick hỗ trợ chăng? Lúc đấy đã để bị cấm đi rất là nhiều tướng xạ thủ rồi. Thì việc để dành hỗ trợ pick sang xạ thủ rồi. Tristana là bài tủ nhé. Lai trong trận đấu đầu tiên của LPL hình như là cũng mang ra con bài Tristana này. Ván trước nó cũng là một con bài bị cấm bởi các thành viên bên phía của FunPlus Phoenix. Và để xem Lai có quyết định khóa vào xạ thủ tủ của mình. Anh ta đã khóa vào Tristana ở ngay phase 1. Và để xem bên phía FunPlus có muốn lựa chọn xạ thủ sớm hay không. Nên vậy bởi vì nó có thể sẽ bị cấm ở tại phase 2.
Nhưng Senna này vẫn có thể đi support được. Mặc dù là Senna ở 11.2 chúng ta đánh AD, nhưng mà vẫn có những đội pick đi support được. Anh ta chỉ cần lên cái nỏ gì thì quái rồi mà. Đang xoay sang Samira, cuối cùng lại xoay sang Real Madrid. Tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn mà có thể sẽ khiến cho họ bị mất đi một vài xạ thủ ở tại phase 2. Nhưng Real là một trong số những hỗ trợ đang có khả năng hoạt động độc lập rất là tốt. Đi đường thì rõ mạnh rồi, vào giao tranh thì khỏi nói. Và kết hợp với xạ thủ thì vẫn còn đó Samira, vẫn còn đó rất nhiều vị tướng dành cho Aerovic trong ván thi đấu này để cặp cùng với Real. Và Fanblood đang bắt buộc phải cấm đi rất nhiều những cái hỗ trợ có thể tác động cùng với Tristana ở giai đoạn ban đầu. Cụ thể họ cấm đi Alista, thậm chí có thể là Leona cũng được. Đúng như vậy, nếu mà cấm đi Alista và Leona thì Real sẽ là con support mạnh nhất ở khu vực đường dưới thời điểm hiện tại. Và ép cho bên phía Lightning chắc là phải đánh Thresh, là một quân bài mà miễn cưỡng là có thể đi được với Tristana và giúp cho Tristana có thể có được cái sự an toàn. Trong khi đó Lightning thì không muốn cái flex pick của Van Basvenik phát huy hiệu quả nữa. Họ cấm bắt đầu lên đường trên, họ cấm đi Gangplank. Liệu họ có cấm xạ thủ hay không, hay là cứ để kệ cho Van Basvenik thích pick gì thì pick ở cái phase 2 đấy? Tôi nghĩ rằng nên cấm vào xạ thủ, một lực cấm mang thiên hướng đe dọa một chút xíu. Nhưng không, cứ đi họ vẫn là Oni lên khu vực đường trên của Nuguri với lực cấm Zeiss. Tôi không biết là Mikuya sẽ đánh vị tướng nào, có lẽ sẽ là On khu vực đường trên nữa chăng. Thay người chơi nhưng mà vẫn đánh On. Có thể Samira được khóa vào khi mà không có bất kỳ lực cấm nào tại phase 2 của Liên Ninh nhắm vào xạ thủ cả. Đánh Na mà. Na mà lại phải ngại những con bài đấy sao? Thật, Na có khi là quật hết cả đôi. Nhưng mà đúng là một cái mà khi mà bạn không tự tin ấy, thì bạn không nên pick. Và có thể là Dragas này là support trong tay của E1D thôi. Nhưng bây giờ là cả đường trên lẫn rừng thì đều có rồi. Như vậy là Dragas support và Azir sẽ là đường giữa của Lightning trong trận thi đấu này. Và đội hình của họ rất là thiên về combat, và càng về cuối trận thì họ sẽ càng mạnh. Họ đã muốn dồn con cá sấu lên khu đường trên, tôi nghĩ là như vậy. Đúng. Nên là họ muốn cấm đi dây và ganh tanh để ép những cái lượt flake pick bên phía của Fanplus thôi. Chứ Na thì nếu như nói về Na, đây là vị tướng mà có thể thua dây và ganh tanh vào ban đầu. Nhưng mà khi bạn lên được một cái giày giày thép gai thì từ đó trở đi Na sẽ thắng ngược lại những cái kèo đấu đó. Tuy nhiên thì lại là một đường trên khác dành cho bên phía của Fanplus. Lại flake con cá sấu ra khu đường giữa, và Kermil sẽ là lựa chọn của Nuguri trong kèo đấu với Na của Mikuya. Như vậy là trận đấu này thì đôi bi sẽ gặp một vấn đề khó khăn hơn một chút. Cá sấu đi với Azir thực ra không phải là không có cửa, nhưng mà Azir sẽ là tướng chủ động cấu rỉa nhiều hơn ở giai đoạn đầu. Và nếu mà đôi bi thi đấu không khéo ấy, thì khả năng là anh ta sẽ bị đè rất là nhiều và sẽ không thể nào giàu như ván trước. Nếu mà con cá sấu này giàu như ván trước nữa thì đúng là Azir sẽ không có cửa gì khi mà đối đầu với nó cả. Nhưng mà trận này thì khó để cá sấu của đôi bi có thể phát huy được tác dụng. Nhưng Phan Pasvinic vẫn kiên quyết với cái bài của mình, đấy là cá sấu đường giữa, và để cho Nuri có được kèo đấu thuận tay nhất ở khu vực đường trên. Một cái đấu mà anh ta tự tin mang theo cho mình phép bổ trợ Theodos để gia tăng thêm cái áp lực về solo kill cùng với Na bên phía bên kia của Chami Kuya. Bo vẫn đang nở một nụ cười, anh ta không cảm thấy quá nhiều áp lực trong cái ván thi đấu này khi những cái đồng đội của anh ta đang có phong độ khá là tốt. Và hy vọng rằng với cái hàng đi đường đến từ bộ đội đường đơn hiện tại đang có khả năng hoán đổi vị trí rất là tốt, đó là cá sấu cộng với Kermil, thì cái khả năng đánh lên cánh trên của Bo vẫn sẽ có thể được duy trì trong ván thi đấu này. Nhưng nó có một lựa chọn khác là đánh xuống khu cánh dưới, cũng không phải là lựa chọn quá tệ khi mà đúng. Samira cộng với Rem cũng là bộ đôi có khả năng đi đường và khả năng đẩy đường khá là tốt. Khả năng hạ gục của bộ đôi đấy thực sự cũng rất mạnh, khi mà ở cấp độ 6 thì có những cái chiêu thức để xả ra rất là dễ. Đội hình của Phan Pasvenic là đội hình combat rất mạnh ở đầu và giữa trận. Còn khi mà về cuối trận ấy, thì họ sẽ bị lép vế một chút dưới lượng sát thương của Tristana với Azir. Đấy là trong trường hợp mà nếu mà bằng tiền. Còn nếu mà ở ngay giai đoạn giữa trận mà họ đã có thể hơn tiền được rồi ấy, thì đội hình của Phan Pasvenic lăn cầu tuyết thực sự rất mạnh. Nidalee của Bo mang theo cho mình đó là phép bổ trợ chinh phục. À không, chính xác là ngọc bổ trợ chinh phục. Đây là một ngọc có khả năng tay đôi sớm cực kỳ mạnh, và khả năng tích được số đến từ Nidalee cũng khá là nhanh ở hai dạng nữa. Và để xem cuộc đối đầu giữa Tặc Răng cộng với Bo trong ván thi đấu thứ hai này sẽ diễn ra như thế nào. Đây là hai rừng cũng đang được khá chú ý bởi khu LPL. Chúng ta sẽ xem là Nuri với cả Mikuya thì sẽ như thế nào ở khu vực đường trên đây, khi mà Nuri không có tốc biến. Nghĩa là sẽ không có những tình huống mà tốc biến lên xong đá Q lần 2 để gây một lượng sát thương bất chợt, mà sẽ là liên tục những tình huống cấu rỉa và sau đó là trồng multi vào, sau đó bấm thiêu đốt để rồi dứt điểm đối phương với Q2 luôn. Ta Răng vì đang lên võ phượng trước nhỉ?
lên võ gấu trước, thường là sẽ là võ gấu trước để dọn rừng nhanh hơn. À và sau võ hổ trước. Sau đó thì đây là điểm đầu tiên và cũng là điểm cuối cùng anh ta nâng vào cái võ hổ này. Sau đó sẽ là mắc R và mắc E trước, mắc để... phượng, mắc gấu. Gấu. Sau đó thì sẽ cố gắng dọn dẹp rừng nhanh nhất có thể với con Ơ Đia này, và vào giao tranh thì sẽ là cố gắng gây khó chịu dành cho những chủng đối phương bằng cái võ gấu của mình. Cái tình huống băng vào với cái giáp gia tốc hóa cuồng hay là với những tình huống áp sát và làm choáng thì những chủ lực bên phía của Farmblood cũng sẽ khá là e rè con Ơ Đia này. Tuy nhiên cái bộ đôi Tristana và Gragas thì cũng là một đôi đẩy đường khỏe ở khu vực đường dưới này đấy. Nhưng mà ngay lập tức lao vào tấn công đến từ Creeps, tận dụng cái khả năng trừ giáp đến từ quân bài Rail này thì Creeps với liên tục anh ta đẩy lên. Ở khu vực đường trên thì đương nhiên là Nuguri giai đoạn đầu tiên anh ta sẽ bất lợi một chút do Mikuya thứ nhất tay dài, thứ hai anh ta mang quyền năng bất diệt nữa, tấu rỉa liên tục và hồi phục lại cho mình lượng máu. Bên kia thì Nuguri bắt buộc phải dùng cái W trúng, nếu không thì anh ta sẽ lỗ máu trong pha trade hit. Từng giữa thì Donby bắt đầu tỏ ra khó khăn hơn trong cái đấu với một vị tướng tay dài với những khả năng cấu rỉa từ xa như thế này. Khả năng đầy đến từ Azir giai đoạn ban đầu cũng rất khó chịu dành cho một con cá sấu. Và Donby vừa rồi băng lên để cấu máu nhưng Icon khá tỉnh táo. Đây là con bài anh ta sử dụng rất nhiều mùa gần đây. Vừa mất E nha, có thể sẽ là một tình huống mà Donby đầu tư tốc biến để kết hợp cùng với Nidalee. Góc đứng cực kỳ nguy hiểm dành cho Icon. Tốc biến lên đúp không có nộ đến từ Donby. Sao lại tốc biến lên Q. Tấu hai rồi ông ơi. Bắt đầu ở dạng, bắt đầu banh. Tại sao không phải là một cú đúp nộ, lại là một cú quy nộ? Chính xác như thế, có vẻ như là thực ra là đắp rồi sau đó quy cũng được mà. Nhưng mà quy nộ chỉ là hút được nhiều máu hơn thôi, chứ không cái lượng sát thương nó không đáng kể giai đoạn này. Thường vào cái hiệu khống chế đúng nó mang rồi. Lại là khí đỏ so với một cú đúp nộ dạ. Và tất nhiên là Nidalee sẽ ưa thích những cú đúp nộ của cá sấu hơn để tạo tiền đề cho những cú quy của Nidalee rồi. Và đây sẽ là tình huống tranh chấp cua trên diễn ra tạc răng cấp độ 4. Không có trừng phạt đến từ tạc răng bò cấp độ 3 nhưng anh ta còn trừng phạt. Và khả năng đánh tay với những stack chinh phục như thế này cũng mang lại một cái sát thương rất lớn đến từ con Nidalee. Quyết định đến từ tạc răng là hướng xuống cua dưới, nhưng hiện tại đường dưới của anh ta đang bị đẩy. Bo nếu ăn nhanh có thể hướng xuống cua dưới ngay lập tức với khả năng đẩy ngược lại đến từ Donby khu vực đường giữa. Đúng khi mà vậy. Donby đang bấm bình lên chấp nhận bán máu để lính ngược lại và đó sẽ có thể là vòng rừng hai cua dành cho Bo. Chính xác là một rừng vòng rừng hai cua luôn, khi mà bây giờ Donby thậm chí là di chuyển cùng luôn với Bo. Donby thì chưa phải về, chưa mất cho mình là cái dịch chuyển để ta rất là thoải mái để gây áp lực để cho Bo có thể có được cho mình hai cua. Tầm nhìn của Tạc Răng mặc dù là không có tầm nhìn nhưng bên phía Farmblood cũng đã dự đoán được Tạc Răng đang ăn cho mình là bãi người đá, nên bộ đôi đường dưới của bên phía Farmblood sẽ thi đấu một cách nhường nhịn hơn một tí. Họ chỉ đẩy lính lên và giữ lính ở một khoảng cách nó gọi là trung bình ở khu vực đường này thôi, chứ họ không muốn đẩy quá sát vào trụ, thậm chí là họ cũng không thể nào đẩy được với Tristana và Gragas. Chúng ta đang thấy được cái tác động trừ cái pha tốc biến lên không sử dụng được cú đúp nộ đến từ Raiden của Donby thì chúng ta thấy vẫn là cái điểm mạnh khả năng đi đường đến từ bên phía Phantom Phoenix. Vừa rồi thì Mikuya mất E nhưng vẫn dính cú đá móc chiến thuật vừa rồi, không chính xác là một tình huống bắn đá móc phi thân làm choáng tốt đến từ vị trí của Arabic, mất kiệt sức đến từ I1D và cả hồi máu đến từ lại chỉ để rút lui mà thôi. Mất hai phép bổ trợ trong đội bên kia chỉ mất một và máu rõ ràng là lời hơn dành cho bộ đội đứng dưới bên phía Phantom Phoenix. Một pha combo rất cơ bản của bộ đôi Samira với cả Rel, khi mà Samira sẽ là người lướt lên để làm choáng. Bây giờ Bo phi chúng thì có lẽ là có mạng, tốc biến lao vào choáng đến từ Creep và có điểm hạ gục của Lai rồi. Bây giờ I1D không chạy được nhưng mà có một người đã nằm xuống, đó là Creep luôn, nhưng mà đổi thế này là quá lãi rồi. Khi mà chúng ta nhìn thấy Nidalee có mạng và Samira cũng có mạng. Chưa kể là một tình huống hỗ trợ bên phía của Farmblood là người nằm xuống. Ngược lại bên phía bên này, người có mạng cũng lại là hỗ trợ bên phía của Leaning. Tức là bản tệ nhất đã diễn ra dành bên phía của Leaning rồi. Từ nằm xuống kéo theo đó là khoảng chừng 2 đợt lính mất đi đến từ Tristana của Lai. Một pha tấn công băng trụ cực kỳ hợp lý đến từ Bo. Nó xuất phát đơn giản chỉ từ khả năng đi đường tốt hơn đến bên phía Farmblood mà thôi. Vòng rừng đầu tiên, top mid đều đầy và có cua trên dành cho Bo. Xuống đường dưới có cua dưới khi mid bot cũng đang đẩy, và khi bot tích được một wave đủ lớn thì đó là tình huống băng trụ diễn ra đến từ Bo một cách khá là đơn giản. Và người làm tốt nhất trong pha vừa rồi là Chris với một pha làm choáng hai người, không thể nào đẹp mắt hơn với con bài Rail, một trong số những con bài đang cực kỳ hot. Tôi nghĩ là cái sai lầm của Lightning ngay giai đoạn ban pick là ban béng con Rail đi hoặc là first pick nó luôn đi cho nó nhanh, chứ họ cứ để cho Chris mở giao tranh liên tục như này rồi họ đưa những quân bài để gỡ lại cái việc mà cho đối phương một vị tướng mở combat quá mạnh như vậy ấy, thì nó không phải là một cái bài toán dễ dàng. Con Gragas là một con bài xét về mặt lý thuyết đúng là có thể phá hủy được những pha mở bát đến từ con Rail này thật,
Còn đấy là ở cấp độ 6. Còn ở cấp độ này một cái lăn bụng là không đủ. Với cái sự biến ảo của bộ combo đến từ Rell với Samira thì một con mình con Gragas là không đủ. Không có đường trên, đã có thủy kiếm. Tình huống trao đổi ngắn hạn đến từ Nuguri đang có thể khiến cho Mikoya ở Na Tín Nị không có được cái khả năng chống chịu ngược lại, nhưng trả sát thương tốt đến từ Mikoya khiến Nuguri mất tầm gần nửa cây. Áp lực đến từ Bo đang hướng xuống cánh dưới, không có nhiều người hỗ trợ cho Nuguri lắm tại khu vực đứng trên này, và đó là Na khổng lồ công luôn. Sát thương là rất nhiều, hiệu không chế bồi vào với một tình huống RW cũng là rất lớn, và Nuguri đang cân nhắc việc rút lui nhưng ta không có tốc biến vì anh ta mang thiêu đốt, và nó sẽ là solo kill dành cho Mikoya. Đúng là ai gia nhập Fanbat Phoenix rồi cũng sẽ tấu hài mà thôi. Nhưng mà pha đấy là một pha chúng ta phải khen Mikoya khi mà anh ta tính toán rất là chuẩn những cái khả năng khống chế của mình. Anh ta cũng biết là Nuguri vừa đá móc phi thân xong nên nó chưa thể hồi lại được ngay được. Và sau đó là một pha tính toán rất là chuẩn. Bây giờ là tốc biến ma thuật giữ lại được Light rồi, và thế là hết dành cho bộ đôi bên phía của Lightning. Thậm chí là chiêu cuối của Samira lướt thêm lần nữa. Nhưng đây là pha làm choáng đến từ ta rằng Võ Phượng không đủ sát thương. LWX đang chạy, Võ Gấu tiếp tục, bây giờ là sát thương ngược lại. Bây giờ Crips đang câu kéo, hai người đang thả diều. Nhưng Tang Giang solo cả đôi luôn chăng? Đúng là như vậy, double kill dành cho Tang Giang. Vẫn là một tình huống xử lý rất tốt đến từ Tang Giang khi anh ta giữ lại cái Võ Gấu của mình và ngắt đi được cái Hoàng Hồng Điên Xạ đến từ LWX, hạn chế một lượng sát thương rất lớn đến từ xạ thủ của Fanbat Phoenix. Nhưng đó chỉ là một pha gỡ gạc lại đến từ một pha xuất phát là một cú combo quá mãn nhãn đến từ Crips với con bài Rell này. Chính xác, anh ta vậy. Vừa ngắt được cú đúp đến từ Tristana, anh ta vừa làm choáng cả hai người, và đó là khoảng trống rất lớn để một con Samira cấp độ 6 băng vào và gây sát thương cũng như là tích cái điểm S để kích chiêu cuối của mình. Và bây giờ thì con Samira 212, hai hỗ trợ và hai điểm hạ gục thế này, lượng đồ nó sẽ là vượt trội rất nhiều so với Tristana. Tốc biến ma thuật ở trong bụi ngắt cái W đi, và Samira lao vào đường đem lại những cái lượng sát thương cuối cùng. Pha này tốc biến lên giữ lại đối phương cũng rất là hay đến từ Ta Giang. Nhưng chúng ta phải nghĩ lại, cái pha này mà Fanbat Phoenix đi về ấy, thì chẳng có double kill nào để Tang Giang cả. Nói thẳng là như thế luôn. Đấy là trong việc là LBX sẽ gây được cái sát thương và kích được cái điểm S. Đúng rồi. Chắc là họ không tính được cái việc mà cái Võ Gấu nó hồi nhanh đến như vậy và ngắt đi chiêu cuối đến từ Samira, thì bên phía Fanbat hết sát thương mất rồi. Pha đấy thực sự là một pha mà ngay cả Fanbat Phoenix cũng đã mắc những cái sai lầm cơ bản, đấy là tham. Đường trên này thì lại con Na khổng lồ lại đấm tiếp. Bây giờ có Tang Giang ở đây. Bây giờ ông chạy đâu? Chiêu cuối để chạy thôi. Chiêu cuối và đá móc phi thuần để chạy. Đấy là cái công cụ duy nhất của Nuguri để chạy vào đấu này đấy nhá. Đơn Bi thì chuyển xuống băng trụ. I1D đang cố gắng chống chịu với dư chấn. Có hồi máu đến từ Lai nhưng mà Lai gặp nguy hiểm rồi. Lai lại bị outplay. Và Lai mất tốc biến nhưng có lẽ anh ta sẽ rút lui được. Người đồng đội của anh ta, hỗ trợ của anh ta là I1D nằm xuống dưới trụ. Lại là một tiếng tấn công xuống khu đường dưới đến từ khả năng đi đường của bộ đôi đường dưới Fanbat Phoenix. Thì liên tục lại những tình huống gây sức ép đến từ Bo, đến từ cả Don Bin nữa. Và thắng triệt để khu đường dưới rồi, chỉ có người hơi khổ là Nuguri từ nãy giờ thì không được ai chăm sóc cả. Chính xác là như vậy, Nuguri bị bỏ mặc hoàn toàn luôn. Thực ra là có lẽ là đây cũng là cái trao đổi từ ban đầu bên phía Fanbat Phoenix rồi. Và khi mà bạn để Nuguri một mình này thì ta rất khổ. Ta rằng chăm sóc đường trên có thể nói là rất kỹ, mớm từng tí một. Và bây giờ Bo mới xuất hiện để đỡ đường thôi. Nhưng khi mà đối phương thả sứ giả thì thôi, đỡ cái gì nữa. Mất luôn trụ top rồi. Đây sẽ là cái trụ một trên toàn bản đồ dành cho bên phía của Li Ninh, với lợi thế là họ kiểm soát thêm được các con sứ giả nữa. Đường dưới đồng ý bên phía Fanbat thắng, nhưng cái tốc độ ăn trụ không thể nào so sánh được với sứ giả giai đoạn ban đầu. Và nó lượng tiền rất lớn dành vào tay của Mikoya, giúp cho anh ta có được một dạo để lẻ sẽ áp lực hơn so với cơ mưu đến từ Nuguri. Một cơ mưu đang khá là thọt sau một lần bị solo kill, cũng như là việc mà anh ta bị mất rất là nhiều lính sau những sức ép đến từ Tang Giang. Mà bây giờ anh ta cũng không có tốc biến để những cái giao tranh sau này anh ta dễ dàng tiếp cận các vị tường quan trọng bên phía bên kia nữa. Thực ra đội hình của Fanbat Phoenix khá là phụ thuộc cái việc là Camille có xích lại được cái con Asia hay không. Giai đoạn này Tristana có lẽ là hơi chốc rồi nên là cũng không cần phải quan tâm đến Lai quá nhiều. Nhưng Asia của Icon thực ra vẫn đang làm rất là tốt với cái chỉ số lính của mình, và anh ta chưa có một phải nằm xuống một lần nào cả. Nên đấy cũng là một cái đường mà Lightning hy vọng có thể gánh sát thương ở giai đoạn về sau. Để xem rằng chênh lệch đường trên có bù lại được chênh lệch đường dưới hay không, khi mà tôi thấy rằng LWX đang có một cái thế trận mà anh ta quá khỏe đi. 3-1-2 KD farm cực kỳ tốt, cộng với đó là lượng tiền đến từ những lớp giáp trụ khu đường dưới của Li Ninh cung cấp. Nó đang mang lại một lượng tiền đủ để anh ta có luôn món trang bị thần thoại ở thời điểm rất sớm. Trong khi đó thì Na của Mikoya sau khi để lính khu đường trên thì anh ta đang di chuyển xuống để hỗ trợ đồng đội trong việc kiểm soát phòng dòng nguyên tố đầu tiên. Ở đường giữa thì Don B cũng đang bị xỉa liên tục từ nãy đến giờ bởi vị trí của Icon. Máu mất đi của anh ta đang là tương đối lớn nha, không có dịch chuyển.
Và cũng không phải là một tình huống mà bên phía của Liên Ninh chủ động ăn rồng nữa. Họ đang hơi e ngại một tình huống mà đối phương có thể sẵn sàng giao tranh. Có lẽ là họ đang chờ cho ta rằng có được cho mình là cái món đồ thần thoại. Có lẽ là anh ta sẽ lên cái... có thể là một cái rát ra tốc hóa cua dành cho sẵn sàng. Chạy cho nó nhanh, đi đường đảo đường và tấn công cho nó tít. Nhưng mà lúc này thì ta rằng cũng đang dần dần kiểm soát đường trên, lại lên đường trên tiếp. Rất khó chịu, tạo một cái áp lực quá lớn lên. Bạn nhìn thấy Nuguri là còn không dám đứng ra nhìn đợt lính cơ. Và Mikuya cứ thế mà farm. Nuguri chỉ có thể ăn lính bằng W. Khó, quá khó. Có lẽ là FunPlus Phoenix cũng chấp nhận điều này. Việc mà không có được áp lực đến từ rừng lên khu vực cánh trên hay là bộ đôi đường dưới của bạn đang đánh một cách hổ báo như vậy, cần rừng cover, cần đường giữa cover thì nó sẽ để hở ra Nuguri mà thôi. Nuguri sẽ không nhận được sự giúp đỡ đến từ người chơi khác và bên phía bên này thì lại có thêm áp lực đến từ Tạc Giang nữa. Thì việc mà anh ta có phần thua thiệt so với Na cũng là ổn. Chỉ có điều là đừng để kèo đấu này nó trôi quá xa, đừng để chênh lệch nó quá nhiều. Và Nuguri thì hiện tại ít nhất là anh ta vẫn đang farm được. Có thể lượng tiền chắc chắn là sẽ thua thiệt so với Na bên phía bên kia. Na đã có được trụ một toàn bản đồ nữa. Thì vẫn sẽ là một kèo đấu mà Mikuya chủ động đẩy được trước. Nhưng liệu rằng anh ta có tác động được đến các khu đường khác hay không? Hồi nãy anh ta có di chuyển xuống dưới nhưng không khai thác được gì nhiều cả. Bây giờ anh ta bắt đầu di chuyển ở sông trên và gây áp lực ra khu vực đường giữa để giúp những cái đồng đội của mình có khả năng đẩy đường tại khu vực cánh dưới và kiểm soát rồng. Nhưng tạm thời bên phía Liên Ninh chưa dám khởi động rồng sớm. Pha này có thể dịch chuyển đến tất cả hai người đi đường trên luôn. Đôi Bi thì ở ngay khu vực đường giữa này rồi. Và Lightning có một cái vấn đề là họ thi đấu hơi thụ động quá. Từ nãy giờ có rất nhiều cơ hội để họ tạo một cái áp lực nào đấy để thay đổi thế trận. Người pha đường trên này thì Nuguri đang muốn lao vào tấn công trước. Ông đè tôi hơi lâu rồi đấy, nhưng mà ngay sau đó thì đấy, hết rồi đấy. Từ nhà án trường, Na khổng lồ, sắp có không còn tốc biến để chạy. Nuguri có e, rất may. Nhảy qua luôn đi. Bên này Donby bị bắt, phân chia thiên hạ, Tạc Giang đang là người đón gãi cũng khá đau. Và Donby không còn tốc biến nữa, anh ta sẽ nằm xuống mà thôi, mạng gục dành cho Tạc Giang. Và đó là mạng hạ gục dành cho bên phía của Li Ninh. Họ trả giá bằng một con rồng. Bo có mặt ở đây với một tình huống phóng lao trúng, nhưng Iwandi có đủ sự cơ động để có thể rút lui. Trụ một đường dưới sẽ có dành bên phía FunPlus, nhưng đây là trụ thứ hai trên toàn bản đồ và tiền của nó sẽ không được tối ưu như trụ bên phía của Li Ninh. Thậm chí là đường giữa thì bên phía của Li Ninh cũng đang có một lợi thế rất nhiều khi mà Doing B nằm xuống và Icon đang có một khoảng trống rất rất lớn để có thể farm ở khu vực đường giữa này. Mikuya và Icon sẽ là những người combat chính để tạo khoảng trống cho Lai có thể bắn. Bây giờ móc duyệt thủy quái thì thực ra là con Tristana này cũng khá là nguy hiểm đấy. Nó để thêm nó lên khoảng cấp độ 12 xem. Phải đấy. Một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng nó sáng rất là nhiều so với ván thi đấu đầu tiên. Đúng. Đến từ bên phía của Li Ninh. Ít nhất họ vẫn có một cái hope ở một cái khu vực đường nào đấy. Và Tạc Giang vẫn đang có những cái đóng góp rất là tích cực đến đội hình bên phía của Li Ninh. Đồng ý là những cái mạng rơi vào tay của Erdi thì nó cũng không phải là quá tuyệt vời, nhưng ít nhất là có mạng còn hơn không có, bởi vì đó là tình huống mà anh ta bắt buộc phải gỡ mạng khu vực cánh dưới cho những cái đồng đội của mình đã nằm xuống trước, không nhường được cho ai cả. Rồi vừa rồi cũng là một tình huống mà nên dứt điểm Donby nhanh trước khi những người đồng đội của Donby đến. Và đó là ba mạng hạ gục của Li Ninh rơi vào tay của Tạc Giang. Họ tiếp tục tấn công, chọn Nuguri là mục tiêu, một tình huống e mắc tầm, nhưng mà Nuguri không e 2 được vì bị làm choáng quá lâu, và chắc chắn đây sẽ là mạng dành cho ai mà thôi. Nhường được cho Mikuya là quá tuyệt vời. Chính xác như vậy, pha này thì thoải mái thôi, bởi vì chắc chắn là không thấy Bo ở đâu rồi. Pha nhường mạng rất chuẩn đến cho ta rằng riêng cái nửa trên bản đồ của Lightning đã đóng góp đến hết rồi. Họ đã có đúng đủ 6 mạng rồi. Trừ Ragaz của Iwandi có 1 mạng ra thôi. Đấy là 3-5 trên 6 điểm mạng gục là đến từ đường trên của bên phía Lightning. Trận đấu này họ làm được rất triệt để. Người đi đường trên số 1 thế giới thì sao? Ủa, chúng ta đè luôn. Ván thi đấu này FunPlus bắt buộc phải phụ thuộc nhiều vào anh chàng Arabic, người vừa mất thêm một trận tốc biến ở khu đường giữa, không biết lý do tại sao. Có thể là một pha hất về đến từ Ragaz. Không có. Thật ra chiếu cuối đến từ Icon vẫn còn. Không, chiếu cuối của Ragaz hay sao? Có thể là như thế, hoặc là một pha... còn mà. Ủa, tính về thời gian cooldown hiện tại là cái tốc biến vừa dùng đấy nhỉ? Còn bên này chả mất cái gì. Sao lại thế nhỉ? Bấm nhầm chăng? Khó hiểu thật sự luôn ấy. Tôi cũng không biết là anh ta di chuyển lỗi hay như thế nào. Cũng không có bộ phận replay cho chúng ta để xem Elvis đã mất flat ra sao. Ít nhất là Bo vẫn đang kiểm soát con sứ giả với cái áp lực đến từ một đường dưới đã được cắt cử ra khu vực đường giữa. Nhưng cái áp lực dành cho một chí của Nuguri vẫn đang là rất rất nhiều nha. Tôi không biết là Chris có ý định băng trụ khu vực đường trên với nhiều người hay không. Nếu băng trụ thành công vị trí của Mikuya thì họ sẽ có được trụ một khu vực đường trên cách dễ dàng. Ở khu vực đường dưới thì Nuguri cũng tự biết thân biết phận, nếu anh ta đứng lại sẽ có thể bị băng trụ. Khả năng chống chịu đến từ Tạc Giang với nhiều đầy đồ nó là quá lớn, và cái trụ một đường dưới nó sẽ không đủ sức để giữ cho Nuguri có thể farm đến cách an toàn.
Tôi nhìn thấy là con Tristana của Lai là đang giữ tay vào nút W đấy. Chỉ cần Lucri mà hơi dướn lên tí thôi là nhảy luôn đấy. Này, này, này. Đấy, thấy chưa? Nhảy vào luôn đấy, đẩy đối phương không vào tường như đây. Có giáp tăng tốc hóa cuồng đang quạt là rất đau. Tối hậu thư gửi ra không đủ sát thương để hạ gục tăng rằng. Và pha băng trụ quá mãn nhãn đến từ bộ đôi bên phía Lightning. Kịch bản nó sẽ ra ở tại trụ 1 nếu như Nuri đứng tại trụ 1. Còn đường trên pha solo giữa Mikuya cộng với Dolby thần cao sâu được kích hoạt. Mikuya không kịp sử dụng chiêu cuối ở Na khổng lồ và anh ta đang ở Na tí nị. Và sẽ là tình huống băng trụ khu vực đường trên. Ngọn lao trượt đến từ bò. Tốc biến còn đến từ Dolby, chỉ cần hồi kỹ năng W anh ta sẽ tốc biến lên mà thôi. Và đó là tình huống làm choáng đủ để giúp cho Dolby có mạng hạng gục đầu tiên của anh ta trong ván thi đấu này. Và đó là một điểm shutdown, nó giúp cho Dolby có một lượng tiền tương đối là ổn ở giai đoạn này. Về nhà có thể mua thêm những cái hỏa ngọc để có thể lên giáp phòng Busterac được. Bây giờ thì đường trên đổi đường dưới, nhưng mà nó sẽ có lợi hơn cho bên phía Lightning một chút, do là thực ra Dolby không phải là người thọt nhất. Anh ta có được điểm shutdown nó cũng không phải là quá quan trọng. Nhưng đối với Lightning ý, thì việc Tristana có được điểm hạ gục ý, nó là một điều rất là quan trọng. Nó giúp cho vị tướng này về sau có thể đảm bảo một lượng sát thương rất là lớn. Bây giờ trang bị tiếp theo ba cái dao găm này, chắc là lên cuồng cùng nhỉ? Hoặc là ma vũ, đại bác chắc. Cũng tùy vào cái hướng lên đồ đến từ Lai trong ván thi đấu này sẽ muốn lên cái món trang bị tốc đánh thứ hai là món trang bị nào. Và dù sao thì Tristana của anh ta vừa có được ma hạ gục, chênh lệch tiền không phải là quá nhiều nhá, chênh lệch khoảng chừng 1.000 tiền này nó không đủ để có thể tạo ra một cái chênh lệch nó quá lớn trong cái tình huống giao tranh tổng giữa hai đội tuyển. Và tôi tin rằng ván thi đấu này thì bên phía Liên Ninh hoàn toàn có được cơ hội để cân bằng tỷ số nếu như họ tiếp tục thi đấu tốt ở giai đoạn giữa trận. Và đặc biệt là một ngòi nổ chính bên phía của FunPlus là Nuguri đã bị shutdown rồi, anh ta nằm xuống tới 3 lần. Hiện tại đang là một cơ mưu không có nhiều sức ép lắm. Từ đầy lẻ với Na cho đến tình huống mà anh ta băng vào với những tình huống chiêu cuối thì cái sát thương đến từ Nuguri nó cũng không hẳn là đủ để đe dọa bên phía của Liên Ninh nữa. Bây giờ thì Nuguri đã phải nhường cái suất đi đẩy lẻ cho Dolby rồi. Dolby rõ ràng đẩy lẻ sẽ uy tín hơn. Một con Camille đáng 0-3 như thế này mà chỉ có cho mình là con búa dư sát thần. Búa dư sát thần thực ra cái lượng sát thương nó mang lại trong những tình huống lao vào solo tay đôi nó không phải là quá đủ. Thực ra nó ít luôn ấy. Rồng của ván đấu sẽ là rồng nước. Và bên này thả sứ giả ở cái trụ 2 khu vực đường trên. Van Plus Phoenix dựa vào việc đối phương lấy rồng sẽ có cho mình cái trụ 2 khu vực đường trên này. Một tình huống đánh đổi đến từ cả hai bên. À, chấp nhận để cho đối phương có được trụ hai khu vực đường trên và Liên Ninh sẽ có được một con rồng hạn chế tốc độ hướng đến linh hồn rồng của bên phía FunPlus Phoenix. Và xét về các chủ lực bên phía của Liên Ninh thì tôi nghĩ rằng về nhịp farm cho đến cái thế trận hiện tại thì nó không phải là một cái thế trận nó quá là tệ này cho họ, khi mà Azir của Icon vẫn đang farm rất ổn nhá. 210 chỉ số lính ở thời điểm phút thứ 19-20 như thế này là một nhịp farm bám kịp với thời gian, và chắc chắn là lượng đồ hiện tại của anh ta nó sẽ ngoài cái khả năng chịu đựng đến từ bên phía của FunPlus, vì FunPlus rất là khó lên kháng phép với đội hình này. Chắc như thế, đội hình này là một đội hình lên thiên về khả năng sát thương hơn, chỉ có kháng phép cùng lắm đôi anh bi lên giáp rồi giáp tâm linh mà thôi. Đôi anh bi bây giờ đang bị câu rồi, bật thần cá sấu đang lao vào hất ngược trở lại với phân chia thiên hạ, và đó là điểm hạ gục dành cho Icon. Cú dịch chuyển đến từ Dolby, Nuguri đã bị ngắt rồi. Và lan bộ tốc biến đẩy được Bo về. Bo tiếp tục bị tấn công, bị làm chậm lại bởi Na của Mikuya. Và đó là hai mạng hạ gục dành cho Liening. Còn khu vực đường dưới vừa rồi cú dịch chuyển đến từ Nuguri đã bị ngắt, chính xác là như vậy. Và nó sẽ là lợi thế dành cho bên phía của FunPlus, dành cho Liening ở tại khu cánh trên. Phản xạ tốt đến từ Lai, một tiếng tốc biến không kích trượt làm choáng đến từ Chris cũng không được tung ra. Và đó là tình huống Aramis, ít nhất là anh ta vẫn rút lui được, nhưng Baron 100% sẽ bị ép. Dịch chuyển đến từ Dolby còn, nhưng Nuguri thì không, và Nuguri đang bắt buộc phải đi bộ lên. Dolby còn 10 giây nữa xuống bảng đếm số. Ai đang đi đến qua tầm nhìn luôn. Oh, anh ta đẩy được quá tốt ngoài luôn. Những Liu Wei Shao đang đứng trước mặt một con Na, anh ta đang bị tấn công, anh ta đang rút lui về được. Nuguri chỉ làm chậm những người đồng đội mình thôi. Đây là Lewis bật chiêu cuối nên không có nhiều sát thương lắm. Mikuya vẫn đang ở dạng Na khổng lồ, Dolby làm choáng được Na. Anh ta đang bị tấn công bởi Lai, đang lao vào combo. Nuguri khóa được một người, tăng răng đã nằm xuống. Chiêu cuối của Lewis rất tốt luôn. Icon đang phải chạy, Icon tốc biến đi, nhưng Lewis vẫn có được điểm hạ gục của mình. Đó hình như là triple kill cho anh ta, đúng là như vậy. Chỉ có một mình Lai là người sống sót mà thôi. Một tình huống khởi động Baron nhưng tốc độ ăn là không đủ nhanh khi thiếu Lai. Tốc độ ăn Baron đến từ bên phía của Liening nó sẽ đủ nhanh nếu như có Tristana ở đó, khi mà Azir đã có một lượng sát thương quá lớn lên Baron rồi. Nhưng Baron vẫn còn khoảng chừng 3.000 máu, và khi mà đối phương ập vào thì bên phía của Liening bắt buộc phải đánh trả ngược ra. Nhưng khi họ đánh trả ngược ra thì sát thương lại quá thiếu hụt, và họ không có đủ sức để dứt điểm các thành viên bên phía của FunPlus một cách đủ nhanh. Trước khi mà Dolby trở lại và cú dịch chuyển, chúng ta xem lại một tình huống mà họ ăn Baron. Tôi nghĩ tốc độ ăn này không phải là quá chậm, nhưng nó vẫn thiếu và nó không đủ để có thể giúp các thành viên bên phía của Liên Ninh có được Baron sau đó rút ra.
Còn đây là tình huống Mikoya rất là chần chừ trong quyết định tung ra chiêu cuối của mình, và khi anh ta tung ra thì nó chỉ trúng được vào người của Dombi, à nhầm Nuguri. Và trong khoảng thời gian đó thì Adobe kích cái điểm S của anh ta một cách quá là dễ dàng. Các bạn có thể nhìn thấy Chris trong pha thi đấu vừa rồi là một người cung cấp cái khả năng khống chế gần như là vô tận luôn, với những cái tình huống mà phi qua xong hất đối phương ngược trở lại cực kỳ khó chịu luôn. Anh ta phải khống chế đến tầm 3 đến 4 người trong pha giao tranh vừa rồi, và nó khiến cho Lightning mặc dù đang có một cái thế trận là cân bằng, sau pha thi đấu vừa rồi thì không như vậy. Khi mà LWX vượt hẳn đi, đã có nỏ thần Dominic ở trên người của Samira rồi, bây giờ cái tầm chống chịu của Udia hay là của con Na khổng lồ nó không liên, nó không đem lại một cái hiệu quả gì cả. Khi mà xuyên giáp đến cái nỏ thần Dominic là bắt rất nhiều. Bắt đơn bị làm choáng đến tạc răng, anh ta bắt đầu gãi những cảm giác như sẽ không có đủ sát thương, Icon sẽ không thể nào với được người của Dombi cả. Khả năng chống chịu đến từ Dombi bắt đầu xuất hiện nhiều, và nó sẽ là tình huống cố gắng phòng thủ Baron đến từ bên phía của Leaning mà thôi. Một thế trận thua thiệt hoàn toàn. Trong pha giao tranh vừa rồi thì Adobix gây được tới 5.700 sát thương. Đây thực sự là một lượng sát thương rất lớn đến từ bên phía của Phantom Phoenix. Các bạn có thấy các vị tướng yếu yếu máu ấy, nó rơi vào tầm khoảng 1.700-1.800 máu. 5.700 là bằng 4 con, nghĩa là dứt điểm 4 người luôn đấy. Gây một lượng sát thương bằng máu của 4 con tướng. Giờ thì con Samira này là quá khỏe, nhưng mà cái nhược điểm Samira là tầm bắn vào trụ nó hơi ngắn, nên rất khó cho Epic có thể cụ thể hóa những cái đấy thành những cái trụ sớm. Nhưng dù vậy thì với bùa lợi Baron họ vẫn đang ép là rất là nhiều, và Lightning lại một lần nữa rơi vào thế thua thiệt, mặc dù họ đã có một khởi đầu trận đấu tốt hơn rất nhiều. Dombi tính làm gì đây? Họ tính băng trụ tốc biến đến từ Dombi còn để có thể tiếp cận, đó là thần cá sấu. Một tiếng tốc biến đứt nộ vào và ngọn lao đến từ bò khiến cho Icon đang quá thấp máu rồi, anh ta sẽ nằm xuống. Cú chiêu cuối chưa được tung ra đến từ Mikuya. Dombi vẫn đang quẩy, anh ta hồi rất nhiều máu, nhưng đây sẽ là tình huống mà anh ta có lẽ sẽ phải nằm xuống. Tristana nhảy thẳng lên bắn thẳng, và Dombi vẫn đang câu giờ. Anh ta câu giờ cực kỳ tốt ở phía sau, và người rút lui được đang là bò. Bò thậm chí trả sát thương lại vào người Mikuya, nhưng sát thương là không đủ. Chris băng thẳng lên, hiệu không chế tốt. Samira bắt đầu đến, bắt đầu gây sát thương. Hoa cũng lên xa kịp, trúng rất nhiều thành viên đối phương nhưng bị làm choáng. Anh ta ít nhất vẫn hồi e để rút ra kịp. Dombi Nuguri đến, Nuguri đá vào, và đó sẽ là mạng dành cho Nuguri, người đang rất thọt, người đang rất khát khao mạng hạ gục từ đầu đến giờ. Nhưng mà Nuguri thực ra chỉ là cung cấp một cái hiệu ứng khống chế chắc chắn là dính đến từ cái chiêu cuối của anh ta mà thôi. Pha giao tranh vừa rồi Nuguri không cần phải làm gì quá nhiều, khi mà Creep với cả LWX đã làm quá tốt những gì họ cần phải làm rồi. Lượng sát thương lao vào là cực kỳ khủng khiếp, và thậm chí là các bạn có thể nhìn thấy là bo pha đấy anh ta cũng câu kéo rất là nhiều, khiến cho đối phương tập trung sát thương vào anh ta nhưng không hạ gục được, và như vậy là bất lợi, lại càng thêm bất lợi dành cho Lightning. Ở biểu đồ về tiền cộng với tốc độ tăng trưởng đến từ trang bị của hai xạ thủ, nó có một sự chênh lệch không hề nhỏ. Đúng là như vậy. Đây thực ra là một ván thi đấu mà FunClub đánh xuống cánh dưới, đánh sang canh vị trí của Samira, và Aerobics thể hiện cái giá trị của anh ta ngay lập tức. Đây là một đội hình có rất nhiều nguồn carry khác nhau, và khi được dồn tài nguyên, khi được người đi rừng cộng với đường giữa chăm sóc kỹ như vậy, thì anh ta có một cái thế trận nó hoàn toàn xanh xao, và anh ta thể hiện được cái lượng tiền trên người mình nó được cụ thể hóa bằng sát thương trong giao tranh, chứ không phải là anh ta ôm tiền rồi anh ta không có tác dụng. Đúng như vậy. Icon là đặc trưng của việc là ôm tiền xong không có tác dụng. Những cái tình huống xỉa của Asia cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa lực cho lắm, và nó không đem lại hiệu quả quá nhiều. Cái pha này là pha đứng khá là lỗi khi mà không có tầm nhìn ở trong khu vực bùa đỏ, nhưng anh ta lại cố gắng đẩy lên cao để bắt đầu có cho mình những cái chỉ số lính. Và cái pha này là Dombi đã câu giờ quá đủ để cho Chris với cả LWX đến có thể có một pha phản sát rất mạnh mẽ luôn. Những sát thương là rất nhiều, và khi mà cái E hồi lại rồi anh ta lướt ra ngoài rất là dễ. Nuguri đến thì cung cấp kỹ năng không thể nào trượt nổi, và đó là một đường cho FunPass Phoenix. Và bây giờ sẽ là cái trụ thứ hai, không được đường giữa. Họ đang có 7 trụ, đối phương chỉ có 5, chênh lệch lại tiệm cận con số là 10.000. Chính xác đối phương chỉ có 2 và chênh lệch 5 trụ thì nó kéo theo đó là tiền chênh lệch đâu khoảng 8.000. Nó thực sự là một chênh lệch rất là lớn, kể từ thời điểm chúng ta nói là cái ván đấu nó chỉ chênh lệch tầm 1.000 tiền thôi. Thì đó lại là một sai lầm tại khởi động Baron của Leaning, và khiến cho họ phải trả một cái giá đắt là quả cầu tiết được Phantom Phoenix tận dụng và snowball nó một cách cực kỳ triệt để. Một đường lính siêu cấp kết hợp với lượng tiền chênh lệch rất là lớn, đặc biệt nó rơi vào vị trí xạ thủ nữa, thì đang chênh lệch đó là một đồ lớn giữa Tristana cộng với Samira, cũng như là Nidalee hiện tại bắt đầu có rất nhiều sát thương phép để bổ sung cho đội hình đang thiếu sát thương phép của FunPlus Phoenix, với món trang bị thứ ba mà anh ta hướng đến đang là một cái song kiếm. Cái kiếm tay ương này nó thực sự là một món trang bị mà Nidalee có khả năng dồn sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Chính xác như vậy, khi chúng thôi lượng sát thương dồn vào rất nhiều. Đấy, Icon, Asia bị Nuguri chém, đang có dịch chuyển đến từ Dombi.
nhưng mà hình như là chưa có lính nên ta cắt và sắt vào. Icon đang cố gắng xỉa lại, phân chia thiên hạ để quay ngược trở lại xỉa vào Nuguri. Thân cá sấu bật lên nhưng mà Nuguri đã nằm xuống rồi. Bên này thì Chris đang đến nhưng mà sẽ không lao vào nữa bởi có đĩa mặt trời ở đây rồi. Và các thành viên bên phía Lightning sẽ rút lui được trong pha thi đầu này. Tôi nghĩ là họ nên về thẳng luôn, đừng có cố dướn ở pha này nữa. Không có gì là níu kéo tại khu vực đứng dưới này cả. Họ sẽ không có đủ sát thương để hạ gục vị trí của Donby trước khi những đồng đội của Donby tiến xuống. Một mà hạ gục đã là trao đổi lời, thậm chí đó là lời hơn cả một cái dịch chuyển đến từ Donby xuống nữa. Một pha mà Nuguri bị tấn công bởi tạc răng và Donby xuống cứu. Nhưng tình huống đâm sâu ngược trở lại khiến cho cái lượng sát thương của Azir vào người của Nuguri nó là đủ lớn. Và tôi nhìn không nhầm để sát thương giết được Nuguri trong pha vừa rồi là sát thương đốt đến từ cái mặt nạ đoạn đây, mặt nạ thống khổ. Và đó là một mạng dành cho Azir. Cũng như là tin buồn là Nuguri trước đó anh ta đã reset tiền bằng một cái mạng hạ gục mà anh ta vét được khu vực phía dưới. Điều đó khiến cho cái mạng vừa rồi của anh ta nó trị giá 300 cho Icon. Nhưng mà Icon thì cũng đang bị một vấn đề, đấy là anh ta lên cho mình là anh Nashor trước, đồng nghĩa việc anh ta sẽ không có đồng hồ cát. Đồng hồ ngưng động của anh ta đã biến thành đồng hồ vỡ nát rồi, thì nó sẽ không có tác dụng cứu cho Azir một bán thua trong những pha combat sắp tới đây. Tôi nghĩ là khi mà Chris có được thông tin này, anh ta sẽ nhắm vào Azir rất là nhiều, định lén gây áp lực ở Baron. Thực ra nó không đem lại tác dụng gì cả khi mà họ nhận ra là đối phương cũng không có vội vã ra đây nhiều. Đối phương đang chuẩn bị cho con rồng nước ở 1 phút 30 giây tiếp theo. Ta răng đang vòng ra được sau lưng. Rồi bên phía của Phan Patsvenik đang giữ cự ly đội hình cực kỳ tốt ở cái khu vực này. Eldalix đang từ nhà chạy ra. Mikuya cũng đã phải biến về để ngăn cản. Nuri đẩy ở đường trên rồi. Anh ta cần về nhà để mua đồ, cộng với đó là tiếp tục gây sức ép tại khu vực đường dưới để giữ đợt lính nó không đâm vào quá sâu, vì đó là lính siêu cấp. Và dịch chuyển của anh ta còn, nên là anh ta được cắt cửa lên khu vực đường trên để có thể đẩy lính hỗ trợ thêm cho Icon một chút xíu. Bắt đầu đến tình huống di chuyển để kiểm soát tầm nhìn đến từ bên phía của Leaning. Họ hơi rén một chút xíu trong tình huống di chuyển trên tầm nhìn như thế này. Bắt đầu khởi động Baron và máu mất đi đến từ Baron đang là rất nhanh rồi. Tốc độ đi ra có lẽ là không kịp đến từ Leaning. Chris đang đứng ở một góc rất đẹp, đứng thể nhảy vào. Baron đã giành ở bên phía Phan Patsvenik rồi, lao vào đến từ Nuguri. Tăng răng đang bị khóa vào. Chiêu cuối của Gragas không để làm gì cả. Chris lao vào lại hút trúng 3 người. Và chiêu cuối của Eldalewis thì quá khủng. Triple kill dành cho Samira. Và thậm chí bây giờ anh ta có thể muốn có một điểm hạ gục nữa. Không, anh ta đi đường khác rồi. Ui, tốc biến thế này thì xong rồi, những gì nữa. Và đó sẽ là chiến thắng 2-0 đến Phan Patsvenik, bởi vì không có cửa nào cho Lightning nữa rồi. Họ bay thẳng xuống đường dưới. Đường dưới làm gì có lính bạn ơi. Đường dưới chạy thẳng xuống thì sẽ là một đợt lính siêu cấp đang đẩy chậm vào. Và nó sẽ là được đánh đủ để giúp bên phía Phan Patsvenik có được chiến thắng trong ván thi đấu thứ hai này, với wombo combo giữa Samira và Rell. Quá wow, khủng khiếp. Và những đối thủ gặp Phan Patsvenik thì nên cân nhắc một là first pick, hai là first ban luôn con Rell của anh chàng Chris này đi. Đây là tướng tủ của anh ta ở tại mùa này. Một đội tuyển lớn sẽ đụng độ với Phan Patsvenik vào cuối tuần này, đó chính là Top Esports. Đây cũng là một cặp trận rất là đáng chú ý vào thứ bảy tuần này. Và một trong số những màn trình diễn Rell cực kỳ ấn tượng đến từ Chris trong tình huống giao tranh cuối cùng của ván thi đấu, thì anh ta đã thực hiện một tình huống khiêu khích tới 3 người. Và nó nhanh chóng chuyển hóa thành cú triple kill dành cho chính Aerobics. Đó là một cú hỏa cục liên xạ mà chết 3 người ngay tại cú luôn. Đấy luôn. Kiểu là không phải bắn thêm phát nào nữa. Ulti rẹt một cái, xong. Các bạn cảm giác là cái con Samira khi mà hỏa cục liên xạ sau đó và bạn bấm E ấy, đúng như kiểu một cái lưỡi cưa, nó cưa rẹt ra phát là 3 người lên bản đối số luôn. Và thực ra ở giai đoạn này phải gặp Phan Patsvenik là một cực hình. Khi mà bạn không biết ban pick như nào và bạn không biết đánh xung quanh đường nào. Trận này Nuguri bị bóp đến nát luôn, nhưng cuối cùng thì Eldalix vẫn lên tiếng. Trận trước đánh chăm sóc Eldalix một tí thì Nuguri lại gáy. Rất là khó để cho các thành viên của các đội tuyển khác có thể nghĩ ra được một cái phương án khắc chế FPX ở thời điểm hiện tại. Họ đang bước vào một giai đoạn có thể gọi là đỉnh cao mới của cái đội tuyển này. Đây thực sự là một chân trời mới của Phan Patsvenik. Một mùa giải mà các bạn thấy rằng bất kỳ đường nào của họ cũng có khả năng carry. Mặc dù đường giữa là cái đường gọi là ít carry nhất, nhưng mà ván thi đấu đầu tiên vừa rồi anh ta cũng thể hiện được cái khả năng gọi là có chút tiếng nói với một con đội tân. Rồi đến ván thi đấu thứ hai, khi mà đường trên Nuguri đúng là không có tiếng nói, thì đường giữa lại lên tiếng với khả năng bắn đến từ Aramis, với khả năng mở giao tranh đến từ Chris. Thì đây lại là một cái đường mới có khả năng carry cực kỳ tín. Mùa giải 2020 không phải là mùa giải mà Aramis có được nhiều tiếng nói lắm tại LPL, nhưng đến mùa giải 2021 khi phong độ 2019 trở lại, anh ta đang trình diễn một lối đánh cực kỳ ấn tượng với những Kai'Sa, với những Samira. Rồi chưa kể đến ban pick, thì hiện tại Phan Patsvenik cũng đã có ban pick cực kỳ khó chịu khi mà Donby và Nuguri có khả năng swap pick lẫn nhau. Rất khó chịu. Và thực ra là khi mà bạn target ban và đường dưới của bên phía Phan Patsvenik như trong trận đấu đầu tiên ấy,
thì bạn sẽ lại để hở ra những cái đường khác. Và đây sẽ là cặp đấu ngày mai. Ngày mai chúng tôi sẽ vẫn bình luận ở trên kênh LPL Việt Nam Official. Nhưng mà thứ bảy với chủ nhật thì chúng tôi sẽ không xin phép nghỉ Tết sớm. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ có một cặp trận vô cùng hấp dẫn. Đấy là cặp trận giữa Edward Gaming đối đầu với Suning. Một đội đang bất bại sẽ đối đầu với một đội vừa mới có được chuỗi 2 chiến thắng trở lại, đó là Suning. Còn trận trước đấy là một trận đấu làm rất là nền, là LGD với TT. Một đội chưa thắng trận nào, một đội thì vừa mới có một chiến thắng ấy rồi. Là hay. Đó sẽ là cặp trận diễn ra vào ngày mai. Còn ngày thi đấu hôm nay là một ngày thi đấu rất là chóng vánh với 4 ván đấu diễn ra. Một ngày thi đấu cực kỳ chóng vánh khi mà IG có được chiến thắng 2-0. Và FunPlus Phoenix cũng kết thúc ngày thi đấu hôm nay với một thành tích là 2 ván thắng. Và đó là tất cả những gì mà LPL Việt Nam Official muốn truyền tải đến quý vị và các bạn trong ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu thứ tư của lần thi đấu thứ 5 của LPL mùa xuân 2021. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày thi đấu ngày mai.